Bữa nay là mùng 2 Tết là mà cái clip này hồi bữa 30 Tết á mấy bà. Vợ chồng con cái phép nhau đi về quê ăn cơm đoàn viên ngày 30 á. Ở đây quan trọng cái bữa cơm đó lắm. Thì đâu là mình làm cuối năm 3 ngày 30 đó. Là sớm nhau tụ tập anh chị em lại ăn bữa cơm đoàn viên á cuối năm á. Và bữa nay trên đường về cũng có kẹt xe đó mấy bà. Mấy bà năm nay ăn Tết sao rồi? Năm nay gia đình tôi ăn Tết cũng như mọi năm thôi, còn không có gì là khác biệt. Cũng như thường lệ là từ nhà tôi chạy về nhà má chồng tôi thì tầm 1 tiếng đồng hồ, cũng gần không xa. Tôi thấy có mấy chị em ở gần khu tôi ấy, bên nhà má chồng xa lắm, đi 4 5 tiếng, 7 8 tiếng gì cũng có. Nhà tôi gần thì tôi tới 30 Tết là tôi về, tôi mới về. Tôi nằm đây tôi lồng tiếng mà ở bên ngoài pháo bông nó cứ ầm 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 như mấy bà có nghe không? Đi một ngò thì cũng đã tới nhà ba má chồng tôi rồi. Này là ở cảnh đó dưới quê đó mấy bà. Nè mấy bà không thấy trong nhà má chồng tôi không? Người già rồi ôi gì đó có nhiều đồ rồi cứ gom để thấy quá trời đồ luôn. Xong má chồng tôi phải chiên thịt gà nè. Này là sắm nhau ngồi đó nói chuyện. Chị mang dâu xính nhau ngồi nói chuyện đó trước nhà má chồng tôi nè. Ông ba chồng tôi ổng trồng ba cái chuối và cái xả quá trời luôn. Đây là xung quanh nhà má chồng tôi nè đấy bà, thấy yên tĩnh không, y như là Việt Nam gì đó. Ở dưới này rất là yên tĩnh luôn á mấy bà, nhìn y hệt như là cái quê ở Việt Nam luôn. Đây là chuẩn bị ăn cơm đoàn viên đó mấy bà. Thường là má chồng tôi mỗi năm là nấu á, không có mua đồ ở ngoài. Năm nay là ngoại lệ đi order ngoài về ăn cho nó gọn mấy bà ơi. Không có nấu như mỗi năm nữa. Cái phong tục ở đây ngộ ghê mấy bà. Ăn cơm đoàn viên gì đó. Nhưng mà nhà con gái không có được về thì sao không biết nữa. Tôi thấy mỗi năm là con trai đều về hết nhưng mà con gái thì không có về. Tới mùng 2 á là con gái mới được về. Ăn bữa cơm đoàn viên là đỡ tết 12 giờ là cúng giao thừa mọi người, đúng cúng giao thừa xong thì bắt đầu còn bắn pháo hoa đó. Ở bên này cũng tiện, không cần đi đâu xa, ở tại nhà là cũng có pháo bông pháo hoa bắn quá trời luôn, bên nào cũng có. Năm nay hình như là người ta bắn nhiều hơn mỗi năm đấy bà, bắn cả tiếng đồng hồ mà vẫn thấy pháo bông quá trời luôn. Mọi người năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài, happy new year, bye bye mọi người.